rồi cái này vào biết thế rồi này bọn mày nè ấy thôi rồi đâu rồi anh đâu rồi ở đây này chán rồi mệt quá à ra đây bên về đây gì vậy mệt quá nhiều quá đi đâu đâu đi bộ rơi vào trong đó đó hầm rơi đùng bớt thôi nhỉ. Mày nó làm bao. Trời ơi. Trời ơi. Hai ca 7 4.3. Hai. Giới thiệu về mình đi. Giới thiệu về mình đi. Hello. Can you introduce yourself? I'm Matilda and I'm 18 years old. Yeah. So, I do speak English. Do you know how you know about the center and how you come here? I do speak good English, but friends go in the center the last yeah. So your friend advised me to. Yeah, your friend advise you. Yes. Yeah, introduce yourself. To come here. Yeah, how do you think about the children here? It's very good. Yeah. The children are very well educated. So when you come here, what you are doing? I play with the children yeah. Hey. And no. I help her to no. Yeah. Stop. Now you're going to. Okay. Thank you. Okay. Okay. Goodbye. Bye. What are you doing? Cho miếng đi. Tân đang làm gì vậy? Tân có thể giới thiệu về bản thân không? Tân giới thiệu về bản thân không? Ái giới thiệu về bản thân không? Con tên là gì? Con học năm mấy và con đang làm gì? Yeah.
Ha ha.